Gì vậy? Yasuo gì vậy? Nên sao hả? Có Tôi chanh đâu hả? meta em À, luyện đi solo gì? Bởi em solo một một có không? Trời ơi. hai Ví dụ em mà gặp anh cầu em mình gặp vàng nhau ở luôn. chung kết thì anh xin nhẹ chức vô địch nha. Ơi gặp cầu vàng nè chị sao nói à, ra không biết chơi Yasuo vô gặp cầu vàng nữa chứ. Trời ơi, vô chổng mà dở ra vô chổng đụng mẹ nó bích da xua bích manh đi với nó. Gì giờ con gì hất tung cho em hả? Damage kìa, Con gì cũng được á, không cần hất tung cũng được. Thôi GC đi, GC cái nhện lá đâu, cái lá đi rồi mà thôi. GC 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 nhện combo anh mới gặp Hà Thị Phu à, gặp Hà Thị Phu đâu người ta kệ này. rồi vô đủ nó vô tao gủ nó solo lá luôn như đánh gì tầm này nữa. Anh em đợi một xíu nha, mất mất làm miếng cà cái. Trời ơi, bốn đại cầu thủ thằng Kim Cương gách. Ơi em chửi Kim Cương phải năm sáu lần rồi đó, xong em đuổi anh á, em lên chửi Bỏ Kim Cương, xong rồi em qua ngân hàng đánh cái dễ tuột, xong rồi em lên Kim Cương tiếp, xong rồi ngân hàng đánh cái tuột, vui ghê ta. anh nên chạy map không? Thôi chị má làm gì chấp đi, Chấp luôn. giờ em chơi em bây giờ mình em mới chơi năm máy mới đủ Rồi trời. thiệt, nhớ trình độ trên năm máy mới đủ. Nhưng mà quan trọng là em với Alibis hồi xưa có thân không? Thân đầu thân giữa gãy nhưng mà cuối thân rồi, Đầu thân như sao đá banh không về chung tim. thì đá banh là giữa mà, lúc mấy giờ tìm anh không nhớ hả, lúc bay thì em với nói với Kiệt trên cà phê trên ban công không nhớ hả anh má, Chó đá map kìa. trình nào cũng tới Ủa mà ba nó bốn trưởng giờ tao mà. kìa. Cho em áp lại. Nghe nữa cho để nó mới tập trung lắm cái này. Điên lắm mày ơi. Gần đây tao nói địa thấy ghê lắm. Hên là anh đánh nick này á, trời bữa anh đánh cái nick răng bạc rồi đó. Anh vô là một mình anh ngồi, tức là anh đang nói chuyện với chín thằng luôn, ghê không? Mặc dù là anh đéo có vô Discord, nói gì thì nó không trả lời hết đó. Anh nhìn xuống con vẹt cho vậy. Thì trình anh nó dữ à. Đánh đúng trình em ơi, lâu lâu về kiểu đúng trình độ mình. Trời ơi. Trời ơi, sủi dơ xong chết, đéo hiểu. Phát. Lỗi thôi em á. À, sao nó thể làm pha vậy được? Võ công cao cường vậy. Thôi, này võ công nó cao lắm em ơi. Mấy này trẻ. Má, tôi được cấp 2 ném lưng cái gì luôn á trời. Trời, cái tông nó cao cường quá. Đã mạng. Ok. Đó, thấy nhện không? Trời, bây giờ không cao chưa? Kinh khủng khiếp. Cao cái đó được không? Nhân viên thật khủng khiếp. Đó, mình nhìn Lee Sin kìa. Ghê chưa? Hai này vô xin lỗi chạy dây được tục chạy được cảm tin mày chạy được mà cái này làm hoài mà đó thế nào được. Anh tưởng đơ xưa đơ 2 năm trước là chạy được cái pha này, cái pha cơ bản nó muốn kết nối thì chạy được không. Pha này tại em đánh ngân hàng nhiều quá đó, em kiểu em không quen nhịp á. Sao đúng ngân hàng là mẹ con Lee Sin căng vậy. À cầu một không đâu, anh lo được, anh lo được, cứ phết đi, em chỉ cần chết dưới 5 mạng, dưới 5 mạng nha. À hồi hồi cái thế này em phải chết 7 mạng mới đủ cái thứ gift này nè, lên cái nó bữa, lên cái nó bữa à. Đi xin 6 rồi nha, đi xin 6 rồi nha. Ok, đi xin. cái gì thì ra là đi 6. Ừ đó mấy năm ông ơi, bả nó chặt thôi sao biết được, hết hồn. Mẹ né hộ. Trời ơi là trời. Má biến bàn thắng thành cơ hội là có thật. Chào. Ê, còn con lát. Tham nó rồi đó. Ừ hư. Lớp cùng hết. Né mày mày. Làm cho tụi vậy. Hãy gì xuống dơ vậy. Khen quá mà. Ở em mấy pha đó kiểu em hảo thắng là đó. Ok chưa, chuẩn chưa? Ok nó phải chuẩn chuẩn chỉ chứ. Rồi tao nói tụi mày, tao nói tụi mày có chắc hết không? Ủa sao dắt chạy đứa này là đó, nhà nó đứng kia mà. Bò để chết súp luôn, bò đéo chứ được súp nó luôn rồi ơi. 3-2 xong rồi chết 1 luôn, gãy. Em già còng lưng rồi, này còn rỡ nha. Rồi, anh lượm cái chỗ đầu, anh lượm cái chỗ đầu đây. Ok. Giờ mình xuống cái giả tả áp lực cho em đi, bị áp lực quá.
Ôi quýnh cái trụ lẹ, quýnh cái trụ lẹ. Ừ này đó, chết này mẹ đó. Anh phải rủi rời tao rồi, bỏ mẹ thôi. Ừ ừ ừ, ai da đen người ta. Má hiểu không, cái thằng giác này nó quýnh kiểu đánh dở mà hay á. Hiểu tức là nó đánh dở đúng không, đánh không đúng thế nhưng mà mình đánh ở đẳng cấp cao rồi. Má trời ơi, thằng leader này ơi, không leader diễn với mấy bạn này được nè, mất nhìn đi highlight nè. Ừ highlight là mất, highlight là mất. 20.000 người đang coi đó. Hay hay không phải là như thế chứ, anh tin đi mà được. Anh tin em, chắc chắn anh tin em rồi. Thì sao, không lẽ giờ em anh mà anh không tin rõ mất. Ràng rõ ràng, trời ơi. Phải ngon champion hải g nè. Trời ơi, cầu sắm nó mà hụt được ta. On nó g nó mất, on nó g nó mất. G mày. Cúp bên này bạn ơi. Hay quá. Giật xong mình ra ngoài đền giật nó luôn. Gì vậy, gì quá dơ quá tánh vậy. Không, xin anh em nhau à. Trời ơi, đâu dắt ra đây vậy. Mới chết xong chứ gì. Hình như bên cạnh người ta gọi là Team Slider, người ta còn kêu là địa một eSports nữa mà. Ờ, địa một eSports là đúng rồi. Địa nó gánh hết mà. Còn em team nào cũng quẩy mà cứ kêu Team Slider. Á, cứ mỗi lần mà biết con kiểu chỉ on hay là Galo thấy Team Slider đó. Thì bây giờ lần sau em feed đi. Em vẫn feed mà. Mới vô em chạy em feed, em flash vô trụ, cho cái trụ một mạng đó. Ôi cứu nhận, trời ơi là trời. Mày con Kama với con Janna có thể giết anh được đơn. Anh mới đi đá vô thì lăn đùng ra chết à. Em xuống nè. Có gờ nha, có gờ nha. Có gờ nè. Nghe đâu mất. Quá em ơi. Trời ơi tôi trời. Kim coi trước nha, coi trước nha, trước đi xin lại. Thôi đặt, thôi đặt với em mà, thôi đặt với em mà. Giá trên đó mà kìa. Cánh rờ đâu, cánh rờ đâu, 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 ờ như sau lưng có cái mai gì á, đi chơi lên à, kề kề sau lưng kìa, à. Tới sắp tới à, báo rồi nhưng báo nè, 4 3 rồi đây, lỡ quýnh mèo hết à, chơi chơi chắc này, chơi chắc này, trời ơi là trời. Ba mươi giây có gờ còn đồng hồ nha. À, phải chưa gờ đâu, còn chưa chưa đâu, lâu lắm không có hồi kia. Tám giây từng gió đúng không, mới xem Vi Kama, kẹp Vi Kama chuẩn bị rồi nè. 2 giây có cả rồi nè. Nhà nhà đầu win, nhà đầu win. Gigabyte chính thức ra mắt thế hệ màn hình chơi game hoàn toàn mới. Nổi bật là sản phẩm màn hình cong G32QC với tần số quét 165Hz. Với màn hình phẳng, chúng ta có G27Q sở hữu tần số quét 165Hz, thời gian đáp ứng 1ms và tấm nền IPS. G27Q có gam màu siêu rộng với 120% giải màu sRGB, hỗ trợ FreeSync Premium Pro và G-Sync Compatible, mang đến trải nghiệm chơi game đỉnh cao. Firmware được update tự động 100% vô cùng tiện lợi. Độ cong 1500R, giải màu 124% sRGB, 94% DCI-B3 và đạt chuẩn hiển thị display HDR400 cho độ sáng cao. Đồng thời thừa hưởng tinh thần gaming cao cấp từ Aorus với nhiều tính năng nổi bật dành cho game thủ. Tham chiến cùng màn hình Gigabyte.